Bạch sư cho con hỏi, hành giả sơ cơ khi thực hành tứ niệm xứ thì có được vun bồi ba la mật không? Cho tới khi nào quý vị thực hành tứ niệm xứ nhằm mục đích giải thoát khỏi khổ, và quý vị thực hành tứ niệm xứ thấy cái bằng cách là quan sát tam tướng đó, thì khi đó là quý vị đang vun bồi ba la mật. Ba la mật là gì? Ba la mật là tất cả các thiện pháp nhằm hướng đến sự giải thoát giác ngộ, thì đó được gọi là ba la mật.